nghĩ xấu cho mẹ. Sắp đến hạn học phí rồi, mình phải làm sao đây? Con đã về rồi à? Vào cất cặp sách rồi ra ăn cơm đi con. Mẹ, mẹ ơi, con sắp phải đóng tiền học phí kỳ mới rồi. Mẹ có... Con đừng lo, để thư thả một hai hôm nữa mẹ có tiền, rồi mẹ đưa con đi đóng học phí nha. Mẹ ơi, hay là con xin bảo lưu, chứ cứ thế này thì... Không được, trước khi ba con mất, mẹ đã hứa với ba con, cho dù có khó khăn đến đâu, mẹ vẫn phải nuôi con ăn học tử tế. Con cũng đã hứa với ba con rồi còn gì. Nhưng mà tiền lương công nhân của mẹ hàng tháng được bao nhiêu đâu. Con cứ việc học cho giỏi, còn lại để mẹ lo, con cứ yên tâm. Chuẩn bị ăn cơm rồi, bà mẹ còn đi đâu mãi chưa về? Mẹ, mẹ đi đâu thế? Mẹ làm con lo quá. Mẹ đi làm giúp, làm thêm con à. Làm thêm ư? Trời đất, mẹ ba ngày đã vất vả lắm rồi, giờ lại còn làm tối nữa. Không sao đâu con, đằng nào buổi tối mẹ cũng không bận gì cả. Mẹ đi làm thêm việc gì mà khuya thế ạ? Mẹ đi làm thêm ở xưởng may. Vâng, làm khuya thế, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu có việc gì con giúp được, mẹ cứ nói với con. Ừ, con cứ học tốt là được rồi. Chị Hoa nè, chả hiểu nhà chị Thủy kia làm gì mà chiều nào cũng thấy đi vào nhà ông Bách. Chồng vừa mới mất mà đã thế rồi. Ừ, chị nói tôi mới để ý. Nhà ông Bách này vợ cũng mất được vài năm, hay là họ... Ôi trời ơi, ở đời á mà, chả biết được ai như thế nào chị ơi. Tưởng là tốt mà không phải thế đâu. Sao mẹ lại nói với mình là đi làm ở xưởng may nhỉ? Chẳng lẽ mẹ lại nói dối? Mẹ chuẩn bị cơm nước rồi, con ăn đi, không phải chờ mẹ đâu. Mẹ đi làm thêm nha con. Dạ, mình phải đi theo xem mẹ làm gì mới được. Ơ, hóa ra không phải mẹ đi làm may, mà sao mẹ lại đi vào nhà bác Bách nhỉ? Chẳng lẽ họ nói đúng? Lâm, con vẫn chưa ăn tối à? Mẹ, mẹ thật sự là đi làm thêm ở xưởng may sao? Sao tự nhiên con lại hỏi vậy? Mẹ đừng nói dối con nữa. Con đã đi theo mẹ, con đã thấy mẹ đi vào nhà bác Bách rồi. Mẹ, mẹ đã làm chuyện gì xấu hổ nên giấu con phải không? Lâm, sao con dám nói với mẹ như thế? Nếu mẹ không có làm gì thì sao mẹ phải nói dối con chứ? Hàng xóm họ cũng đồn đại mẹ với bác Bách. Con đừng có nói bậy, mẹ không làm gì xấu cả. Còn con, đừng nghe ngóng linh tinh, tập trung vào học cho tốt đi. Khuya thế này, còn ai gọi điện cho mẹ nữa? Alo, có phải chị Thủy đấy hay không? Dạ, cháu là con trai của mẹ Thủy. Bà hỏi mẹ cháu có việc gì không ạ? Bà là mẹ của chú Bách. Cháu nhớ dặn mẹ hộ bà là tối mai qua nhà chú Bách thì mua ít đồ về làm mâm cơm cúng dỗ nha. Gì cơ ạ? Sao mẹ cháu lại phải làm cơm ở nhà bà? Thầy, cháu không biết gì sao. Bà nhờ mẹ cháu sang giúp việc nhà vào buổi tối. Giúp việc nhà ư? Hóa ra... Mẹ ơi, khuya vậy rồi, sao mẹ chưa đi ngủ? Hôm nay mẹ có mệt lắm không mẹ? Mẹ không mệt, mẹ chỉ hơi buồn thôi con. Mẹ ơi, là tại con phải không? Con xin lỗi mẹ. Nhưng tại sao mẹ không nói với con là mẹ sang giúp việc nhà cho bác Bách? Vừa nãy mẹ của bác Bách gọi điện đến nên con mới biết. Vậy con biết rồi hả? Thật ra mẹ không muốn nói cho con biết. Mẹ sợ con lo lắng, hoặc có thể con xấu hổ với bạn bè rằng mẹ đi làm giúp việc cho người ta. Không đâu mẹ ơi, con có lỗi vì đã không tin mẹ, vì đã khiến mẹ vất vả, vì đã khiến mẹ buồn. Mẹ ơi. Thôi đừng khóc nữa con, mẹ không trách con đâu. Nếu thương mẹ, hãy cố gắng học hành thật giỏi nha con. Dạ, con nhớ rồi. Họp phụ huynh. Bầm chiêu, chết này, chết này. Đạt. Dạ,
chào bố. Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao không lên học bài còn chơi điện tử ở đây, hả? Dạ. Dì Tám. Dạ, tôi đây. Cậu về rồi đấy à? Tôi đã dặn ở nhà không được cho thằng Đạt chơi điện tử rồi kia mà. À, vâng. Tôi nhớ cậu dặn thế. Nhưng thằng bé cứ đòi mãi. Mà nhìn thấy cậu ấy ở nhà một mình, buồn nên tôi... Thôi được rồi. Lần sau dì không được chiều nó như thế nữa đâu. Đạt, lên nhà học bài ngay. Vâng ạ. Để tôi xuống dọn cơm cho cậu. Con với chả cái. Anh về rồi đấy à? Em cứ tưởng nay anh phải đi tiếp khách. Sao em về muộn thế? Công ty dạo này nhiều việc anh à. Em mệt rũ ra rồi đây. Đúng là kiếm được đồng tiền vất vả quá. Vất cũng phải cố chứ biết làm sao. Có mỗi thằng con trai, phải cố mà cho nó học trường quốc tế, rồi mai sau phải cho đi du học, vậy mới yên tâm được. À đúng rồi, hôm nay trường thằng Đạt vừa gửi thư điện tử cho em, thông báo kết quả học tập kỳ này. Đạt nhà mình tuột hạng, xếp xuống gần bét lớp. Cái gì? Kỳ trước nó xếp thứ 6 của lớp cơ mà. Vâng, không hiểu học hành kiểu gì nữa. Đạt, xuống đây bố mẹ nói chuyện. Dạ. Hôm nay mẹ vừa nhận được thông báo về kết quả xếp hạng kỳ này của con. Sao con lại học hành sa sút nghiêm trọng như vậy? Có phải do lười học không? Dạ, dạ, không. Con... Còn không gì nữa. Suốt ngày dán mắt vào mấy cái trò chơi điện tử. Đấy, vừa nãy anh về, nó cũng đang say sưa chơi điện tử đấy. Học hành như thế, sa sút là đúng rồi. Con có biết bố mẹ đi làm vất vả như thế nào để cho con có điều kiện ăn học tốt nhất không? Con được học trường tốt nhất, muốn gì có nấy. Thế mà con không biết thương bố, thương mẹ gì cả. Dạ, con xin lỗi bố mẹ. Từ kỳ sau, con sẽ cố gắng hơn. Con làm bố mẹ rất thất vọng. Đi lên học bài đi. Dạ. Nhà trường còn thông báo chiều mai tổ chức họp phụ huynh để tổng kết học kỳ. Ngày mai công ty em lại có đối tác quan trọng đến. Anh đi họp phụ huynh cho con nha. Đợt này bọn anh đang cao điểm bàn giao nhà cho khách. Anh là sếp, làm sao vắng mặt được. Mà mỗi lần toàn em đi, em thu xếp xem sao. Mỗi lần em mà rỗi thì em đi. Có hôm nào bận quá thì nhờ dì Tám đi cũng được. Nhưng mà lần này tình hình học hành của con nghiêm trọng quá. Em nghĩ bố mẹ nên đi. Có gì còn trao đổi với cô giáo nữa. Ừ, thôi, để anh tranh thủ qua vậy. Xin lỗi cô, tôi có chút việc bận nên tới trễ. Dạ vâng, anh là phụ huynh của em nào ạ? Tôi là bố của cháu Đạt cô ạ. Em Đạt, anh có nhầm không ạ? Ở lớp không có em nào tên Đạt cả. Sao lại thế được? Hay nhỉ, có đúng là bố đi họp phụ huynh cho con không thế? Ừ, rõ ràng là... Em Đạt học lớp nào ạ? Hình như là 4A1 mà. Dạ, đây đúng là lớp 4A1 rồi anh à. Nhưng tôi chắc chắn lớp không có em học sinh nào tên Đạt cả. Hay là anh nhớ nhầm rồi? Chả nhẽ lại không biết con học lớp nào. Thế cô giáo chủ nhiệm lớp con anh tên gì? Tôi cũng không biết. Con anh mà cái gì anh cũng không biết. Xin lỗi cô, tôi gọi hỏi lại xem đã. Alo, anh à, em đang bận lắm, có việc gì vậy? Em ơi, con mình học lớp nào ấy nhỉ? Có phải 4A1 không? Không, thằng Đạt học lớp 4A7 cơ mà. Lớp cô Lan chủ nhiệm anh à. Thế à? Ừ, anh biết rồi. Xin lỗi cô giáo, xin lỗi mọi người, tôi nhầm. Con tôi học lớp 4A7 cơ. Dạ chào mọi người. Trời ạ, xấu hổ quá đi mất. Bảo sao con học sa sút, mình phải thay đổi cách sống, cách dạy con mới được. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà anh lại về sớm vậy? Lại còn cùng học bài với con nữa. Mẹ ơi, bố hứa từ nay sẽ về sớm để dạy con học bài, mẹ ạ. Thật sao? Chứ lại không à. Hôm nay bố mới biết, học cùng với con thú vị hơn đi gặp khách hàng rất nhiều. Cái dầm trong tim. Thế này là như thế nào? Anh nói đi. Anh nói đi.
hai người đã như thế này lâu chưa? Lúc anh đi với cô ta, anh có nghĩ gì đến gia đình, nghĩ đến bé Ken hay không? Trời ơi, chỉ toàn vớ vẩn. Chuyện ở công ty đã đủ làm tôi mệt mỏi lắm rồi. Cô đừng có mà âm âm lên nữa. Tôi còn là vợ của anh đấy. 8 năm trước, anh đã hứa yêu thương tôi như thế nào? Anh hãy tôn trọng điều đấy. Vì con, vì gia đình này. Nếu cô không chịu được thì ly hôn đi, giải thoát cho nhau đi. Chắc tao ly hôn thôi mày ạ. Mày bị điên à? Mày chẳng có lỗi gì trong chuyện này. Bây giờ ly dị thì mày chẳng còn gì. Cả gia tài giàu có này một tay dâng cho nhân tình của anh ta, rồi bé Ken nữa, nó có lỗi gì để chịu cảnh gia đình tan vỡ chứ? Nhưng giờ tao biết phải làm sao hả mày? Tao chán nản lắm rồi. Nhất định không thể dễ dàng cho anh ta thỏa lòng. Mày nghe tao, tao có cách này. Tôi muốn cô cặp bồ với chồng của tôi. Cặp bồ? Tôi không thể tin được một người vợ thuê người phụ nữ khác ngoại tình với chồng mình đấy. Anh ta đang ngoại tình với một cô gái khác mà muốn ly hôn với tôi. Nhưng tôi không thể dễ dàng vứt bỏ thanh xuân của mình bằng một tờ giấy ly hôn được. Con trai của tôi chỉ mới 7 tuổi thôi. Vậy việc chồng cô ngoại tình với tôi hay một cô gái khác thì có gì khác nhau? Tôi muốn cô làm cho anh ta mê mẩn, rồi sau đó đá anh ta thật đau đớn vì tiền, và anh ta sẽ trở lại với gia đình. Vì chỉ có gia đình mới là nơi yêu thương thật lòng với anh ta. Vậy thì cô cho giá đi. 500 triệu. Đây là 200 triệu tôi tạm ứng trước cho cô. Sau khi cô chia tay anh ta thì cô sẽ được phần còn lại. Điều kiện là mọi tình hình cô phải cập nhật cho tôi biết. Anh ta vẫn chính nào tật nấy, có mới nói cũ. Em yêu, ăn đi, món em thích đấy. Anh cũng ăn thêm đi, chứ em ăn một mình, em béo anh chê em thì sao? Không đâu, em là đẹp nhất, tình yêu của đời anh à. Thật không đó, anh chỉ khéo định thôi à. Anh cảm ơn em đã mang đến hạnh phúc ngọt ngào này cho anh. Anh yêu em. Ôi, hạnh phúc quá, lãng mạn quá. Chẳng phải tôi đã nói với cô là chấm dứt với anh ta rồi sao? Cô không hiểu vấn đề à? Tôi đã đá anh ấy theo đúng kế hoạch của chị, nhưng anh ấy cứ bám lấy tôi không chịu buông đấy thôi. Cái gì? Thật buồn cười. Không phải cô chỉ vì tiền thôi à? Cô muốn bao nhiêu nữa? Cứ nói đi. Bây giờ tôi lại nhận ra tôi đặc biệt thích anh ấy, và anh ấy cũng thật lòng yêu tôi. Cô cần gì ở người đàn ông ấy khi mà anh ta sẵn sàng cặp bồ hết người này đến người kia, đến cả vợ con, anh ta còn chẳng màng. Đối với anh ta, cô chỉ là vui chơi qua đường mà thôi. Vậy còn chị, với người hết tình cảm với chị, sao chị vẫn chưa thể buông tha cho anh ấy? Cô thật trơ trẽn, cô đang giật chồng của tôi đấy. Đừng ở đây mà dạy tôi phải sống như thế nào. Hôm nay anh tranh thủ về sớm nhé, bé Ken sốt cao quá, em không biết phải làm sao hết. Thật sao? Vậy em cho con đi khám chưa? Thôi, để anh về luôn coi sao. Bé Ken à, lát nữa ba về thì phải nói là bé Ken nhớ ba lắm, muốn ba ở nhà, không được đi công tác nữa nha. Nếu ba không chịu thì con phải khóc, giả bộ mệt để ba đồng ý cho bằng được, nghe không con? Dạ. À, ba Quân đã về rồi mẹ ơi. Để ba xem nào, con có mệt ở đâu không? Ba về là con khỏe liền à. Con chỉ ước ba đừng đi công tác nữa, ba về ở với mẹ con Ken thôi. Vậy ba Quân hôm nay sẽ ở nhà với Ken phải không nào? Hôm nay ba Quân đọc truyện ru Ken ngủ nha. Lần sau em đừng mang con ra để làm mấy trò như vậy nữa. Nó chỉ mới là một đứa trẻ thôi. Thế Ken không phải là con của anh à? Anh đi biền biệt với cô này cô kia, có thời gian nào dành cho thằng bé hay không? Em đừng cố chấp nữa, ly hôn đi. Tôi sẽ có trách nhiệm với thằng bé. Anh mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Con ghét ba, con không cần ba nữa. Ba làm mẹ con khóc. Không, không đời nào tôi không thể để gia đình này tan nát, để con của tôi có một gia đình không trọn vẹn đâu. Ngoại ơi ngoại, con với mẹ về thăm ngoại ạ. Ha,
hai mẹ con về đấy à? Thế à, bà Quân đâu rồi mà để hai mẹ con tự về thế này? Bà Quân đi công tác mấy tháng nay rồi, không có về nhà nữa đâu ngoại. Sao? Lại có chuyện gì nữa đây hả con? Anh Quân, anh ấy nói muốn ly hôn với con. Anh ấy ở ngoài có người khác, dọn luôn sang sống với cô ta, dầm bữa nửa tháng cũng không về nhà. Con nói thế nào cũng không được ba ơi. Không thể tin được. Nó được học hành tử tế, làm đến giám đốc rồi mà lại buông thả như thế. Giờ lại công khai nuôi bồ bên ngoài nữa sao? Con không mong bé Càng sống theo ba hoặc mẹ. Con mong ba mẹ giúp con với. Con yên tâm, ba mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con. Ba sẽ sang nhà ông bà thông gia, nói cho ra lẽ mới được. Ôi, sao thằng bé nóng thế này? Ken, Ken à, Ken. Bố mẹ ơi, gọi cấp cứu cho con với. Bé Ken bị sốc mê man rồi. Con đã điện thoại được cho thằng Quân chưa? Con gọi cho anh ấy cả trăm cuộc rồi mà anh ấy không có nghe mẹ ơi. Vừa bắt máy, nghe nói Ken đang cấp cứu trong bệnh viện, là anh ấy bực tức cúp máy luôn rồi mẹ. À, phải rồi, con phải gọi cho cô ta. Tôi biết anh Quân đang ở đấy, xin cô đưa máy cho anh ấy, tôi cần nói chuyện một lát. Chị hết lợi dụng con rồi lại nhờ ba mẹ đẻ, ba mẹ chồng can thiệp bắt anh ấy bỏ tôi. Chị bị sao vậy? Cứ cố chấp níu kéo một người không còn yêu mình để làm cái gì? Tôi xin cô hãy làm ơn đưa máy cho anh Quân. Bé Ken đang cấp cứu ở bệnh viện, tình trạng rất nặng. Xin cô hãy cho. Chị lại định bày trò gì nữa đây? Em cúp máy đi, cô ta lại vẽ chuyện để anh về đấy. Alo, alo, làm ơn đi mà, làm ơn đi mà. Con vừa nói chuyện với ai đây? Dạ, không có gì đâu mẹ. Mẹ nghe thấy hết cả rồi, là người tình của Quân phải không? Mẹ ơi, con đã làm hết cách rồi. Thậm chí cô gái này, con thuê về để làm cho anh ấy nhận ra cô ta chỉ yêu anh ấy vì tiền. Nhưng không ngờ, cô ta lại quay sang yêu anh Quân, mà không chịu làm theo kế hoạch. Trời ơi, tại sao con lại giấu mẹ cả những chuyện này? Con như người đang bị mắc dầm, mà cái dầm một khi đã đâm vào da, thì không can đảm lấy ra sớm, thì nó sẽ sưng mủ mãi mãi, làm mình nhức nhối. Lấy ra không đúng cách, nó càng đâm sâu, khiến cho con đau đớn hơn. Nhưng mà con không đành lòng. Ngày xưa vất vả, hai vợ chồng cùng chung sức gây dựng mới được ngày hôm nay. Còn bé Ken nữa mẹ ơi. Nhưng chỉ sống với nhau vì trách nhiệm thì chắc chắn sẽ thật nặng nề. Thằng bé cũng không muốn ba mẹ nó phải giả dối với nhau chỉ vì nó. Đến nước này rồi, hãy cho mình một cơ hội khác, con sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn đấy. Con tôi sao rồi bác sĩ? Không sao, cháu chỉ bị rối loạn đường ruột một chút. Bây giờ cả nhà vào thăm cháu đi. Tôi buông tay rồi. Bát nước một khi đã hất đi thì không thể nào lấy lại được. Mình đã thật ngu ngốc khi cố gắng níu kéo cái không còn thuộc về mình, kẻ không còn xứng đáng với mình. Hãy dũng cảm lên Thu ơi. Chiếc tủ lạnh cũ. Có mấy triệu tiết kiệm đấy. Anh xem mua cái tủ lạnh mới đi. Sửa năm mấy lần vẫn bị đóng tuyết. Thôi cố dùng thêm một thời gian đi em à. Anh đang định bàn với em chuyện khác. Chú Hai sang tuần làm tân gia. Anh định tặng chú ấy cái tủ lạnh. Em thấy sao? Ôi trời ơi! Anh giàu nhỉ, tặng cái tủ lạnh cơ đấy. Ba mẹ mất sớm, hồi cưới nó, lẽ ra anh phải đứng ra tổ chức mọi việc. Đúng lúc nhà máy anh bị giải thể, khó khăn đủ đường, chẳng đỡ được chú ấy, còn để nhà thím Thùy hỗ trợ. Lúc chú thím ấy xây nhà cũng chẳng giúp được gì. Giờ tân gia, anh muốn có chút gọi là mừng cho chú thím ấy. Cái tủ lạnh mà tí chút à, người nhà sao phải khách khí làm gì? Tiết kiệm mãi mới được mấy triệu thì giờ anh bày đặt quà cáp. Không phải khách khí, chỉ là anh nghĩ nếu người ta có hỏi tới, chú Hai cũng đỡ tuổi với bà ngoại,
Tân gia ai lại tới tay không? Lúc nào có thì cho, sao cứ phải ngay tức khắc? Nghèo còn phải sỉ vai. Đã thế, tôi tự mua cho biết mặt, khỏi bàn nhiều. Chỗ này chắc đựng được đồ cả tháng mất. Thích quá. Ôi cha mẹ ơi, 40 triệu. Bán cơm cả đời chắc cũng không mua được mất. Ờ, kia, kia có phải chú Hai không nhỉ? Vợ chồng nó làm nhà xong mà vẫn mua được tủ lạnh mấy chục triệu. Thế này mà lão Vũ đã vội lo thằng em thiếu thốn, buồn tuổi. Chào anh, chào cháu, anh đọc sách gì vậy? Em đi đâu về đấy? Vì bà mặt mũi bí xị thế kia. Anh đó, toàn đi lo những chuyện không đâu, bực mình. Sao thế? Vẫn khó chịu chuyện lúc nãy à? Thôi mà, thế này vậy, nhà mình cứ sắm tủ mới đã, rồi lại tiết kiệm. Bao giờ gần tân gia thì kỷ niệm chú thím ấy sao? Chứ em cứ thế này anh cũng buồn lắm. Thật nhá, mà phải thế chứ. Đấy là anh không biết thôi, chứ chú thím ấy không khó khăn như mình nghĩ đâu. Em nói gì anh không hiểu. Anh tìm ai thế? Đây có phải nhà chị Hoa không ạ? Chúng tôi chuyển hàng của siêu thị điện máy thế kỷ mới. Ừ, tôi Hoa đây. Nhưng mà tủ lạnh em mua rồi mà còn giấu anh, chắc chú thím ấy sướng lắm đây. Đưa em xem nào. Chắc anh nhầm rồi. Cái tủ này những 40 triệu, nhà tôi làm sao mà... Khoan đã, 40 triệu ư? Đúng địa chỉ người nhận đây mà, không nhầm được đâu ạ. Chị để chúng tôi chuyển hàng vào nhà đi, chúng tôi còn mấy đơn hàng nữa mà cũng muộn rồi. Đi, anh em mình chuyển vào nhà, phiền các cậu quá. Ờ, chú Vũ à. Xong rồi, cảm ơn các cậu nhé. Không có gì đâu ạ, xin phép anh chị nhé. Chà, chưa bao giờ thấy cái tủ lạnh nào đẹp thế này. Tân gia mà có cái tủ này trong bếp thì đúng là nhất. Đúng là đẹp cầu thang sang nhà bếp. Bà vợ trông thế mà tâm lý ra trò. Ai thế em? Alo. Ừ, Vũ à. Ừ, sao lại... Cái thằng. Được rồi, anh sẽ chuyển lời đến chị. Cảm ơn chú thím. Anh à, chú Vũ nói gì thế? Nó bảo mấy lần thấy em lay hoay với cái tủ đóng tuyết khổ quá, lại còn làm hàng cơm nữa, nên nó quyết định mua. Tiền tiết kiệm riêng đấy. Nó bảo muốn báo đáp công chị dâu giúp đỡ nó ăn học bấy lâu. Chú ấy thật là... Chú ấy tự kiếm tiền ăn học, mình có đỡ đần được bao nhiêu đâu mà. Em cũng giúp chú ấy nhiều đấy chứ. Anh biết em chỉ hơi ác khẩu chút thôi, còn trong lòng em rất thương nó. Còn nếu mà vẫn áy náy không nỡ nhận thì để anh gửi trả, đỡ phải mua quà tân gia. Chú ấy tặng em chứ tặng anh à, đừng có đụng vào. Cả khu nhà mình chắc chẳng có nhà nào có cái tủ xinh như vậy đâu. Chú chó chăn cừu. Cừu non ơi, đừng đi chơi xa quá nha, kẻo gặp chó sói đó. Dạ, vâng ạ. Cha, ai mà trông lạ thế kia. Bác ấy trông thật dũng mãnh làm sao. Mình phải làm quen mới được. À, ôi da, đau quá. Ôi da, có chuyện gì mà cậu chạy như ma đuổi thôi. Cậu có biết ai kia không? Là bác chó chăn cừu đó. Hóa ra là bác chó chăn cừu. Tớ sợ chết đi được. Bác ấy có hàm răng mới nhọn làm sao.
chưa kể đến bộ móng vuốt cũng sắc thế kia, giống y hệt chó sói. Ồ, đúng thế thật. Biết đâu một ngày ông chủ quên cho bác ấy ăn, bác ấy đói quá mà quay sang ăn thịt chúng ta thì sao? Ồ, cậu nói đúng. Những loài ăn thịt thì mới cần đến móng vuốt sắc nhọn thế kia. Bọn mình nên bảo mọi người tránh xa bác ấy ra cậu ơi. Cừu thì chơi với cừu thôi. Ồ, tớ đồng ý. Đây, cừu non ơi. Chị cừu bập ơi, chú cừu gầy ơi. Sao không có ai chơi với mình thế nhỉ? Cừu mập ơi, cái gì mà đẹp thế? À, đó là cầu vồng đấy. Cậu sinh sau tớ nên giờ mới được thấy cầu vồng nhỉ? Ừ, đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy cầu vồng. Đẹp quá cậu ơi, tớ phải đến gần hơn để xem mới được. Cậu đừng đi, ngoài kia có chó sói đó. Cừu non ơi, cừu non. Một con cừu non tơ béo ú. Tên chó chăn cừu kia, mau tránh, đừng làm sống mất miếng ngồi ngon của ta. Có ta đây, người đừng đụng vào bầy cừu tổ nghiệp. Ấy chà, vậy hãy xem. Cừu con, đừng sợ, có bác đây rồi. Cháu cảm ơn bác. Ừ, cháu không sao là tốt rồi. Cháu xin lỗi vì đã nghĩ xấu về bác. Giờ thì cháu biết rồi. Bác có răng và móng vuốt nhọn là để đuổi sói, chứ không bao giờ làm hại cừu cả. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.